Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình vẽ về ở sa mạc nha. Đây là một con mặt trời. Còn đây là một cây xương rồng. Đây là những cái cây xương rồng. Mình vẽ tổng cộng là 3 cái. Đây là một cô gái đang dắt lạc đà đi chơi. Đây là một con lạc đà. Đây là hai cái gù. Tại vì con lạc đà trong phim á thì nó cũng sẽ có hai cái gù đó. Bạn nào thấy đẹp thì nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Nhớ comment bên dưới cho mình nữa nha. Bye.